Cả các bạn thì là chương trình của tôi thì cũng như mọi chương trình khác cũng là chống cái bọn mà bao que. Thì hôm trước ấy, là tôi mới đi được một cái nửa chương trình về cái gọi là xuyên tạc của bọn cái thằng mà Nguyễn Nhân Lý ấy, nó lên kênh của Lưu Ly, chúng nó nói là chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam lộ nguyên hình, coi như là bán nước cho Tàu và kêu gọi nhân dân biểu tình coi như là lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì hôm trước mới đi được một cái đề tài, tức là thứ nhất là Trung Quốc, tức là Việt Nam cho Trung Quốc vào sâu cho lãnh thổ về Việt Nam 80 cây số thì mình phản biện được đề tài thứ nhất, tức là mình mới vạch mặt những cái gọi là xuyên tạc của chúng nó ra. Thứ hai là vấn đề là cho tiền Trung Quốc lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam thì tôi đã phản biện lại cái luận điệu xuyên tạc của nó về vấn đề này rồi. Và vấn đề thứ ba là đưa qua Tàu để đào tạo lãnh đạo. Đấy. Vấn đề nữa là tức là cho bọn Trung Quốc vào Việt Nam đầu tư nhiều, thì tôi và một số các anh các chị ở đây đã phản biện lại những cái luận điệu xuyên tạc của chúng nó rồi. Vâng, thì có một cái thực tế là chúng nó đưa ra đây rất nhiều những đề tài mà chúng nó cứ nói là Đảng Cộng sản Việt Nam coi như chuẩn bị giao đất nước cho Trung Quốc, và đến năm 2020 là giao toàn bộ đất nước mình cho Trung Quốc, thì hiện nay giao dần dần thôi. Đấy, thì còn một đề tài tiếp nữa là nó đưa ra, cái thằng đấy nó đưa ra là đưa Tàu vào. Đấy, tức là mình mở về cái đặc khu ấy để đưa bọn Tàu vào để nó sống ở đây. Thì tức là chúng nó nói về cái luật mà đặc khu kinh tế ở ba ba cái đặc khu kinh tế, thứ nhất là Phú Quốc, thứ hai là Bắc Vân Phong, thứ ba là Vân Đồn. Thì thưa tất cả các bạn này, bây giờ còn mấy vấn đề nữa cơ. Đặc khu là một này, và xóa cái chữ quốc ngữ đây. Đấy, và coi như là bây giờ cái ông Bùi Hiền vào cái đổi cái chữ quốc ngữ của mình ấy, thành cái phiên âm nó lá lá như tiếng Tàu. Đấy. Và Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược này. Thì và coi như là để cho con Trung Quốc mang cái đồ độc hại của Trung Quốc vào coi như là vào trong đất nước Việt Nam để mà giết dân Việt Nam dần dần đi để thay người Trung Quốc vào. Vâng. Và cái một cái luận điểm nữa là coi như là hiện nay coi vừa rồi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi sang Nga, là mình chẳng qua là mình giả vờ mua vũ khí của Nga thôi để lừa dư luận là mình mua vũ khí của Nga để chống Tàu, nhưng thực tế là sắp sửa giao đất nước của Việt Nam cho Tàu rồi. Vâng, đấy là những vấn đề coi như là xảo trá của chúng nó. Chúng nó coi như là lúc nào cũng xuyên tạc về cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam ta lãnh đạo. Vâng, thì bây giờ tôi đi qua từng cái, tôi phản biện chúng nó từng cái hạng mục một. Vâng, thì bây giờ này về cái luật đặc khu ấy, dự luật đặc khu thì như tất cả các bạn đã biết là cách này khoảng độ gần 3 tháng, vâng, hơn 3 tháng thì là có cái dự luật về ba đặc khu kinh tế, thứ nhất là Phú Quốc, thứ hai là Bắc Vân Phong, thứ ba là Vân Đồn. Thì là bọn chúng nó nói là coi như là về Việt Nam mở ba cái đặc khu đấy để cho cái người Tàu vào coi như là coi như bán cho Tàu đấy, mà chủ yếu là do Tàu ở đấy đấy cái bọn Tàu vào đấy để người ta coi như sống thôi, chứ không phải đặc khu thực khiết gì cả, mà chẳng qua hình thức bán đất. Thì thưa tất cả các bạn là cái gọi là cái đặc khu ấy, kinh tế, tức là theo định nghĩa nó là cái khu kinh, mình đặt định nghĩa là gọi là cái khu kinh tế đặc biệt. Đấy. Mà khu kinh tế đặc biệt thì là như thế nào? Tức là khu kinh tế đặc biệt là ở đó người ta tức là mở về ba đặc khu kinh tế đó thì nó có một cái chính sách về cái kinh tế nó rất là cởi mở và nó thông thoáng. Và cái tôi chỉ nói chung là nói kỹ thì nó rất nhiều vấn đề, vì cái dự luật đặc khu ấy thì là một số bạn bạn gửi tôi cho tôi, tức là tất cả
những cái về những cái điều khoản của cái dự luật đặc khu đấy, thì tôi phải vuốt cái điện thoại ấy, cỡ khoảng gần 5 phút thì mới hết, tức là nó rất là dài thì mình không đọc được, mình chỉ tìm hiểu qua thôi thì mới thấy là như này. Tức là cái đặc khu kinh tế là một khu kinh tế đặc biệt mà các bạn phải lưu ý như này, tức ở đó mình áp dụng những chính sách rất cởi mở và mình áp dụng chính sách rất là mới vào những cái đặc khu kinh tế đó. Ví dụ này, những cái chính sách mà thử nghiệm ấy, tức là tôi muốn nói là cái chính sách kinh tế, tức là gọi là mình cứ nói là cái gọi là cái quả đấm kinh tế vào vào ba cái đặc khu đấy, thì là khi mình thử nghiệm những cái gọi là cái chính sách kinh về cái kinh tế đặc biệt vào ba đặc khu đấy, thì nó có sẽ có hai cái điều. Thứ nhất là thành công, thứ hai là thất bại. Chứ không phải là đưa một cái chính sách mà áp dụng là đều thành công hết. Nhưng mà tôi nói với các bạn, nếu mà thành công cái chính sách mới đấy, chính sách đặc biệt đó mà thành công, thì mình có khả năng mình đưa vào áp dụng ở các khu chế xuất, các khu công nghiệp, và mình áp dụng cho toàn thể nước Việt Nam. Nhưng ví dụ nó cũng có cái phần thất bại chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ ví dụ mình thất bại chẳng hạn, thì là chỉ có thất bại ở ba cái đặc khu thôi, vỏn vẹn ba cái nhỏ nhỏ đấy. Chứ còn bây giờ không thể, thì cái nền kinh tế của cái đất nước Việt Nam nó cứ vẫn cứ phát triển, chứ nó không ảnh hưởng là bao nhiêu đấy. Chứ còn bây giờ ví dụ nó thất bại thì bây giờ ví dụ là mình áp dụng ở tất cả cái các tỉnh trên đất nước Việt Nam này, thì nếu mà thất bại thì nó sẽ kéo tụt nền kinh tế Việt Nam xuống, thì cái lúc đấy cái đấy là không thể được đấy. Cho nên là mình phải, các bạn phải hiểu rằng là khi mình cái đặc khu kinh tế đấy để cho mình áp dụng cái chính sách nó gọi là quả đấm kinh tế, tức là chính sách rất là mới mẻ, mình để áp dụng thử nghiệm vào ba cái đặc khu, vào cái đặc khu kinh tế đó. Vâng, thì nó còn một mặt nữa là như thế này, về tôi nói về an ninh quốc phòng, thì mình mở ba cái đặc khu kinh tế Phú Quốc, Bắc Vân Phong và Vân Đồn. Thì ở các đặc khu kinh tế thì nó có những cái cảng biển mà sau này ấy, là cái đặc khu kinh tế đó thì do tất cả các nước người ta đầu tư vào, miễn là nó đúng với lại cái điều kiện của cái nước Việt Nam mình. Thì nếu ví dụ các công ty của Mỹ, của tư bản ấy, của Mỹ rồi của Nam Triều Tiên, của Nhật Bản hoặc là của Tây Âu các thứ, người ta đầu tư vào cái ba đặc khu đấy, thì đặc điểm của đặc khu là phải có cái cảng biển. Mà có cái cảng biển rồi nhé, tôi nói với tất cả các bạn, thì Trung Quốc nó vẽ ra một cái đường lưỡi bò. Mà bây giờ mình có cái đặc khu kinh tế đó thì cái tàu biển người ta vào, đâm vào ba cái đặc khu kinh tế đó, thì coi như nó như là ba cái nhát dao ấy, nó chém vào cái đường lưỡi bò đó. Đấy, thì đấy là cái ý nghĩa của cái vấn đề quốc phòng. Còn lại cái vấn đề coi như là bây giờ là các đặc khu kinh tế đấy, thì mình ví dụ mình chỉ còn, ví dụ mình có cảng biển này, chắc chắn phải có cảng biển này, phải có sân bay này, thấy chưa? Và có một cái số khác, thì những cái đó thì Trung Quốc người ta không có cái lợi thế, cảng biển, sân bay. Và nói chung ở trong các đặc khu kinh tế đó thì mình xây dựng những khu công nghiệp kỹ thuật cao, ví dụ như là những nhà máy sản xuất coi như những cái chip điện tử này, hoặc là những cái vi mạch này, hoặc những cái thiết bị nó rất là tinh xảo đấy, thì là những tất cả những cái đó thì là Trung Quốc người ta không có cái ưu thế so với một số nước ở trên thế giới này. Cho nên là các bạn cũng không có sợ, coi như là khi mà mình mở ba đặc khu này, coi như là những doanh nghiệp Trung Quốc tràn vào đây. Đấy, tôi nói với các bạn nhé, hiện nay á, siết nợ cái gì? Trung Quốc lại siết nợ cái gì? Bây giờ ví dụ ba cái đặc khu đấy nhá, thì nói chung là ở xây dựng cảng biển rồi, đúng không? Mà sau này ví dụ tàu bè các thứ vào, thì coi như là mình cắt cái đường lưỡi bò của chúng ta, đấy là về quốc phòng đấy. Còn bây giờ vừa nãy tôi nói về cảng biển và những
cái khu công nghiệp kỹ thuật cao chẳng hạn, thì Trung Quốc lại là cái nước không có cái ưu thế về ba cái ngành nghề này, mà những nước kia ví dụ Mỹ hoặc Nam Triều Tiên, Nhật Bản thì người ta có cái ưu thế hơn đấy. Với sau này tôi nói các bạn, ví dụ như ở Phú Quốc chẳng hạn, thì các bạn đã biết nhé, hiện nay Trung Quốc người ta đang đầu, tức là có dự toán với Thái Lan ấy, chứ mở một cái tức là người ta đào một cái eo biển thông qua cái chỗ hẹp hẹp của cái vùng mà phía Nam Thái Lan ấy, thì tức là để cho tạo một con đường hàng hải, tức là đi qua đấy chứ không đi qua chỗ eo Malacca mà qua Singapore nữa. Thì lúc đó là coi như Phú Quốc ấy, nó như là một cái mặt tiền đấy, tàu bè tất cả các thứ là đi qua gần Phú Quốc hết. Thì cái đấy là cái thuận lợi. Với nữa tôi nói các bạn này, là hiện nay ấy, là Việt Nam mình là một cái nước mà xây dựng cái khu đặc khu kinh tế này là như sau tất cả các nước. Campuchia người ta đã có những đặc khu kinh tế rồi, Thái Lan có rồi, Singapore có rồi, Malaysia có rồi, mà thậm chí Indonesia đều có những đặc khu kinh tế rồi, mà trên thế giới người ta đã mở rất nhiều cái đặc khu kinh tế rồi. Cho nên là bây giờ ví dụ mình mở đặc khu kinh tế, mình là nước đi sau, cho mình rút được rất nhiều những cái kinh nghiệm của những cái nước người ta đi trước, mình lấy cái hay của người ta về, và những cái dở, những cái đặc khu kinh tế làm dở mà thất bại ấy, thì mình nói chung là mình gọi là gạn đục khơi trong. Vâng, thì nó ở chỗ cái chỗ đó. Với nữa là một điều như này, như các bạn đều đã biết, một số bạn ví dụ tìm hiểu về vấn đề Trung Quốc, các bạn đã biết rằng gọi cái đặc khu kinh tế của Thẩm Quyến ấy, đấy, thì là đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, thì là Trung Quốc người ta mở từ những thập kỷ 80 ở thế kỷ trước, thì là đấy là những khu đặc khu kinh tế đầu tiên. Thì là người ta cũng gọi là bàn đi tính lại, là các đại biểu quốc hội rồi tất cả các thứ và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bàn đi tính lại, và nói chung là các chuyên gia về kinh tế đấu ở Trung Quốc, người ta đấu tranh rất là ghê gớm. Những cái thời gian đó, cái nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình ấy, ông đến ông thăm cái khu mà sinh lầy đấy của cái khu Thẩm Quyến ấy, thì là ông ấy quan sát một hồi và ông nói một cái câu mà rất là hay, mà cái câu nói của ông ấy hiện nay đã tạc vào cái đá ở cái khu là khu Thẩm Quyến. Ông nói một cái câu như này rất là quyết đoán, tức là tất cả hãy câm mồm đi và bước và coi bắt tay vào mà làm, nhờ tất cả các thứ nghe răm rắp. Mà các bạn hiện nay các bạn đều đã biết cái đặc khu kinh tế của Thẩm Quyến ấy, hiện nay là một cái đặc khu rất phát triển. Tất nhiên là cái vị thế của cái Thẩm Quyến ấy, thì nói chung là nó cũng rất là tốt vì nó nằm bên cạnh Hồng Kông. Nhưng mà cái thằng Hồng Kông thì nói chung là người ta cũng có những khu kinh tế tất cả thứ, hồi đấy thì nói chung là Hồng Kông thì đất nó hẹp, thành công là ở đấy các nhà đầu tư người ta đầu tư sang cái Thẩm Quyến gần Hồng Kông, cho nên nó cũng có một cái thuận lợi. Nhưng mà nói chung là hiện nay khu đặc khu Thẩm Quyến cực kỳ phát triển. Một năm nhá, tức là cái GDP của đặc khu Thẩm Quyến hiện nay nó là 280 tỷ đô la, tức là nó hơn hẳn cả cái nước Việt Nam mình. GDP đạt, tức là tổng cộng có 220 tỷ đô la, mà riêng Thẩm Quyến là 280 tỷ đô la năm 2017. Vâng, thì nói chung là tất nhiên là mình mở một cái gì nó mới ra đấy, thì nói chung là phải có một sự quyết đoán của những nhà lãnh đạo, người ta có cái tầm nhìn. Vâng, đấy là tôi nói về gọi là cái vấn đề đặc khu thôi. Thì tức là cách đây hơn 3 tháng thì cái dự luật đặc khu đấy định đưa quốc hội thông qua, nhưng mà nói chung qua cái phản ánh của dư luận quần chúng nhân dân và những nhà kinh tế và một số đại biểu quốc hội, thì là tức là đầu tiên mình có dự định ấy, cho thuê đất là 99 năm. Đấy, 99 năm tức là tùy từng dự án, mà cái dự án maximum 99 năm ấy, thì là phải được qua các bộ ngành và cuối cùng là Thủ tướng Chính phủ ký quyết định mới được cho thuê đất 99 năm. Còn lại ví dụ như là trưởng đặc khu
thì mới được, tức là người ta cho thuê đất là maximum 70 năm. Vâng, thì sau khi mà nghe ý kiến của các chuyên gia kinh tế và ý và một số cái phản ánh của nhân dân thì là Quốc hội mình mới giật lại, tức là lùi cái thời gian lại là maximum là 70 năm thôi. Vâng, 70 năm. Tức là và cái sự nội đặc khu này sẽ tháng 10 này ấy, thì Quốc hội sẽ họp và sẽ thông qua cái dự luật đặc khu này. Thì tôi tin rằng như ví dụ như bản thân tôi chẳng hạn, kể cả cho thuê 99 năm thì tôi đồng ý cả hai tay hai chân luôn, chứ không có ý kiến gì cả. Muốn kinh tế phát triển, muốn đất nước giàu mạnh lên thì mình phải có một cái gì đó để đột phá về kinh tế. Đấy, thì đấy là cái ý kiến của tôi. Rồi, xin mời bạn Nàng Hiền lên. À, bạn ok là ok cái gì đúng không? Thử thử mời nữa. Thôi, bạn xin lên thôi. Rồi. À, no đúng không? À, rồi, ok. Thì tôi nói với các bạn về những cái... Còn lại là bây giờ nhé. Hiện nay ví dụ như là cái dự luật về về cái đặc khu kinh tế này đã Quốc hội đã rút xuống 70 năm rồi. Thì là 70 năm thì nó lại giống như là cái dự luật về 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 đầu tư. Tức hiện nay là cái dự luật về cái đầu tư nước ngoài, tức là nước ngoài hiện nay đầu tư vào Việt Nam thì cũng cho thuê đất là maximum là 70 năm. Mà 70 năm thì cái thời gian đó thì cũng được các bộ ngành và Thủ tướng Chính phủ ký thì mới được coi như là cho thuê maximum là 70 năm. Còn lại mà còn lại là ví dụ 50 năm chẳng hạn thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thì người ta căn cứ vào cái quy mô của dự án thì người ta coi như là nói chung mình đọc hết cái mình đã nói là cái dự luật về về đặc khu ấy, người ta gửi nhá cho mình ở trên cái iPhone này, máy điện thoại này, mình coi như lấy tay ấy, mình di ấy, cứ khoảng 5 phút đấy. Bây giờ cho thành cùng là mình gọi là mình chỉ có xem sơ sơ qua thôi. Còn trong tất cả những cái dự luật đặc khu này không có một từ nào liên quan đến từ Trung Quốc cả. Đấy, tôi nói với các bạn nhá, hiện nay ví dụ như ở ngoài Bắc thì sân bay Vân Đồn do cái tập đoàn FLC đã coi như là đã bay thử nghiệm rồi. Nhưng cái bọn chống cộng cực đoan mà khi có một chuyến bay thử nghiệm của Vietnam Airlines từ sân bay hình như không biết sân bay Cát Bi hay sân bay Nội Bài ấy, bay thử nghiệm ra cái sân bay Vân Đồn thì bọn chúng nó bảo là coi như là Trung Quốc đã xây xong cái sân bay ấy rồi, mà coi như Trung Quốc coi như là cho máy bay bay thử nghiệm lên đấy. Chúng nó coi như là cái gì chúng nó cũng gán Việt Nam vào và Trung Quốc, mà chính thức là cái sân bay Vân Đồn ấy. Ở ngoài cái khu vực Vân Đồn ở đây cũng có một số bạn ở đây, các bạn đều biết đấy là do công ty cái tập đoàn FLC người ta xây dựng và hiện nay coi như đã bay thử nghiệm. Cái gì chúng nó cũng gán vào vấn đề Trung Quốc. Chúng nó nghĩ là Việt Nam coi như phụ thuộc vào Trung Quốc, coi như sắp trở thành một tỉnh của Trung Quốc rồi. Đấy là cái trò xảo ngôn của chúng nó, chứ mình đưa ra coi như mình phản biện lại cái mà gọi là cái xuyên tạc một cách trắng trợn, một cách ngu si của chúng nó. Đấy, còn rồi bây giờ xong vấn đề đặc khu rồi, chúng nó lại xuyên tạc một cái vấn đề, thằng ấy nó xuyên tạc vấn đề này nữa. Tức là hiện nay nó bảo là coi như ông Bùi Hiền ông ấy cải cách cái chữ viết ấy, để làm sao khi mà đọc hoặc mình viết nó lá chữ Trung Quốc. Bây giờ Giác Sơ Bùi à? Ok, mình sẽ mời Giác Sơ Bùi lên. Rồi, Giác Sơ Bùi. Hello bạn, phải không bạn? Rồi, xin chào, mình thì vẫn bình thường. Rồi, hôm nay Giác Sơ Bùi muốn phản biện mình cái vấn đề gì hoặc là hỏi mình cái vấn đề gì?
Nói chung là mình bây giờ này, mình tôi nói với giác sư Bùi này, mình rất dân chủ, nhưng mà ví dụ câu hỏi mà giác sư Bùi đưa ra chỉ một hai câu hỏi thôi, những câu hỏi nào mình trả lời được thì mình trả lời. Bây giờ mình rồi thực tế là mình cũng chẳng phải là chuyên gia gì cả, mình là dân bình thường thôi đấy. rồi rồi thì anh em mình cũng giống như dạng giống như là bình thường thôi, chứ đâu Đúng ai rồi, làm chính gì đúng không, thì ví dụ em hiểu biết được gì thì đúng rồi, cái giọng, cái tiếng hơi nhỏ một chút xíu. thí dụ em hiểu biết gì thì em chia sẻ thì anh cũng vậy thôi đúng không, thì mình Ok. có tinh thần xây dựng, mà ví dụ giờ nhiều khi không Bây ai giờ tin này, dung thì nó có một cái mình thấy ví dụ như Jackson Bùi hoặc mình có một cái điểm chung muốn đất nước Việt Nam phát triển, đúng không? đúng rồi đúng Giàu mạnh rồi và con người Việt Nam sống trong hòa bình. Đấy là cái tư tưởng chung mà mình đều yêu đất nước và yêu tổ quốc, đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ tư tưởng chính trị của Jackson Bùi có khả năng khác của mình chẳng hạn. Thì nói chung đúng là rồi mình đúng rồi cùng nhau trao đổi thì vẫn cứ được, mình có một điểm chung là mình trao đổi được. rồi rồi thì thí dụ như hồi nãy em ở dưới em nghe anh nói là cái đặc khu á, là Ừ. hồi hồi xưa cái lúc mà hồi xưa là chính phủ đưa ra là 99 năm đúng không, Đúng rồi. nhưng mà dân dân không có đồng tình cho nên người ta xuống đường người ta phản đối Không chính phủ phải. anh có Thứ nhớ nhất là không? dân, thứ hai là theo ý kiến của một số chuyên gia kinh tế thì chính phủ thôi mình rút À, xuống coi như cho thuê thời gian maximum nhé, thời hạn maximum là 70 năm. thì nói tóm lại là dân coi như có xuống đường là dĩ nhiên là ta phản đối đi, thì anh thấy rõ ràng vậy đi, thì mình em cũng thấy nữa hiểu không, Không rồi không, hả anh nói như này, em nói câu ấy là hơi sai một tí. Chính phủ rút xuống là ngày mùng 8 tháng 10. Em công nhận đó không? thì Thì mùng 10 em tháng biết 10 mới 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 có cái chuyện biểu tình. Mà nếu mà em có thích cái chuyện biểu tình, anh ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, hôm ấy anh ra xem biểu tình thì anh sẽ nói với em về cái chuyện mà những người dân biểu tình. thì nói tóm lại là sao hay là muộn gì thì cũng dân cũng cũng không có muốn giống như là Trung Quốc nó thuê 99 năm cho nên người ta mới xuống Không, đường không, không. phải Không phải, em đừng đừng gán cái Trung Quốc ở đây. Cái luật ở đấy không nói gì về cái chuyện cho Trung Quốc thuê 88 năm. Tất cả cái dự luật vậy về đặc khu. ai thuê vậy anh Bằng Tất cả các nước áp dụng lúc vào, nếu mà những nước nào, những các công ty của các nào là đáp ứng đầy đủ cái yêu cầu của những cái đặc khu đấy à biết 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 rồi sau khi được được chính nhưng phủ mà Việt Nam sẽ duyệt. Rồi. ai vô đó thuê vậy anh bằng biết không, Hiện nay chưa có, anh nghe nói ở Vân Đồn nhá, anh nghe nói thôi chứ cái tin tức này anh cung cấp thì nó chưa chính không xác lắm. thí dụ bây giờ cái gì thì mình anh em mình trung thực với nhau mà nói phải không, thì Trung Quốc thì Trung Quốc, còn Nhật thì Nhật, hay là Mỹ thì Mỹ hay không, thì Tất cứ cả cứ các nói nước, ra đi, không, tất mới cả giải các nước, mới giải anh nói em nhưng nhé, nhưng tất cả các ok nước người nếu 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 rồi nếu 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 đáp ứng được nếu yêu mà cầu nếu nếu mà cạnh nói tranh gì thì được. nếu mà Trung Quốc thuê thì em nghe phong phanh rồi bà con không không ai thích gì Trung Quốc thuê, em nghe nói nhiều lắm, nhiều lắm, Không, nhiều người em thì em nghe thấy rồi, anh sẽ giải thích cho em nghe tại sao anh không, anh bảo là những đặc khu kinh tế đấy Trung Quốc sẽ là cái nước thuê ít nhất trong các đặc khu đấy. Còn anh đây, còn em đây, năm 2019 thì nếu mà nước nào người ta thuê người ta sẽ triển khai đấy, đúng không? thì bây giờ mình nói anh như cái như anh nói hồi nãy là anh nói là em nói là Trung Quốc thuê thì anh không đồng ý, thì giống như là nó là Không, hờ cũng đồng ý hết hờ chứ, hả nước nào thuê cũng đồng ý hết chứ không phải là các công ty, nó có rất nhiều công ty người ta à, thuê ở ở cái đặc khu, đúng không? Nhưng mình bây ok giờ anh nói em nhé, bây giờ vô Trung Trung Quốc vô bây giờ anh nói là giờ như vậy thì Trung Quốc vô thuê đi, bây giờ mình nói cái về cái thiệt hại cái thiệt lợi ý cái lợi bây giờ bây giờ nói là bây giờ cái anh nói là cái lợi là làm cho phát triển kinh tế đi lên, em đồng ý với anh ok, giống như công dân đều có công ăn việc làm cái này kia thì em đồng ý cái chuyện đó ok, nhưng mà anh có khi nào anh nghĩ cái thiệt hại của anh bằng anh nói em này không có thiệt hại gì hết. Hiện nay nhá, anh với vừa nãy anh nói một cái ý này mà em không chú ý. Cái đặc khu nhá, đặc điểm ở tất cả các đặc khu kinh tế ở các nước trên thế giới, tức là ở đó chính phủ sẽ áp dụng những cái chính sách rất đặc biệt, tức là quả đấm kinh tế vào những đặc khu đó. Thì hiện thì nay thì anh đã nói rồi mà em vừa nãy em không chú ý, không nghe. Có một là thành công, hai là thất bại, đúng không?
Nếu mà thành công thì mình đưa những chính sách đó vào áp dụng cho cả nước. Bây Nếu mà giờ thất bại thì thất bại ở ba cái đặc khu đấy thôi, chứ nó không ảnh hưởng đến tất cả các khu ở trong 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 cả nước. Em hiểu hiểu ý anh chưa? Đấy là cái mục đích thí dụ của bây cái đặc giờ khu khu rồi. bây giờ em nói là bên Phú Quốc đi, thí dụ bây giờ Ok. bên Phú Quốc nó là đảo đi không, tại cái hòn đảo nhỏ bên kia mà, thì giờ thí dụ anh cho nó vô nó thuê không, cái bảy bảy chục năm hay gì đó, thí dụ bây giờ trong cái khu đó nó có thể là nó cho ông nội hay ông ngoại hay là bà con nó hay là cái gì, mấy người mà làm công ở đó của nó đó đi du lịch qua Anh nói không. em này, anh nói em này, em đừng có sợ những cái điều đó, vì hiện nay tất cả cái khu đấy, khu người ta có hành chính, người ta quản lý nọ kia tất cả thứ ở trong đất liền liền nhé. Em có hiểu cái luật đầu tư ở Việt Nam về chuyện đất đai không? Hiện Thì nay cũng cho thuê các khu công nghiệp nhá, các khu chế xuất nhá, các khu kinh tế mở nhá, hiện nay đã cho thuê maximum là 70 năm rồi. Đúng không? theo 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 em biết là mà thằng mấy thằng Trung Quốc á, nó biết giống như là người Việt Nam mình phải không, chứ không phải đang nói là đảng viên hay là gì á, giống như hay hay cái gì nó cũng dùng tiền, nó dùng tiền nó đi trước hiểu không, nó ví dụ giờ nó nói ở giờ vậy vô đem bà con qua rồi dù rồi xong cái chính phủ ok cũng nhắm giống như là Cho nhắm nên mắt nhắm là đấy, cho nên là đó em không. đừng có nói cái chuyện mà nó là một cái nhà nước, nó có pháp luật, nó có các quy định. Bây giờ ví dụ các công ty Trung Quốc nhá, hiện nay người ta cũng mở ở các khu chế xuất hoặc là các khu công nghiệp hoặc có khu kinh tế mở ra đấy rồi, nhưng mình chỉ có quy định ví dụ công ty này giới hạn là bao nhiêu các ví dụ các ban giám đốc của nó hoặc là bao nhiêu công nhân kỹ thuật mà được phép làm việc ở Việt Nam, còn lại ví dụ như là những công dân thường chưa? Hoặc một số cái nó có quy định thì không được phép sang làm tại Việt Nam. Em cứ làm như là bây giờ ví dụ như em thuê cái đất này rồi thuê cái mảnh đất này, sau cuối cùng em muốn làm gì làm nó như cái nhà hiện nay em cho thuê đúng không, thì em phải Thì có quy định là hiện nay em làm cái gì và tạm trú tạm vắng bao nhiêu người, chứ không phải là anh cho thuê cái nhà này ông vác coi như là cả gian có coi như là 50 70 người ông muốn làm cái gì cũng được trong cái nhà đấy. Ở cái đất nước nó vậy à. bây giờ anh nhìn qua thằng Lào đi, nó cái đặc khu gì tên gì anh quên rồi, nó qua đó nó mở casino bên đó đó, rồi nó mở là ô nào là đĩ điếm rồi cờ bạc rồi. Anh nói em nhá. Bây giờ ấy, thì cái chuyện chính sách của mỗi nước mỗi mỗi khác thì bây giờ em muốn tìm hiểu rất là kỹ thì về em vào Google ấy, em đọc cái là gọi là dự luật về đặc khu kinh tế của Việt Nam thì nó có cái hẳn là, anh thấy nó dài quá thì anh nói chung anh chỉ đọc sơ sơ qua thôi và anh chỉ nắm một cái số điểm chung thôi, chứ còn anh cũng không Em đọc. nghĩ người dân xuống đường cũng có cái lý do của người dân, chứ không phải là tự nhiên ta xuống đường tự nhiên ta khăng khăng, đó là người trong trong nước chứ không phải là Anh thằng nói kia em mà nhé, anh bạn. anh nói thẳng với em này, cái hôm đấy người ta biểu tình, anh có mặt ở đó, người ta biểu tình thứ nhất là người ta bảo phản đối cho Trung Quốc 99 năm. Thế nhưng mà trong khi đó cái đất cho Trung Quốc cho thuê đã giảm xuống 70 năm như dự luật về 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 đầu tư của Việt Nam rồi đúng không? Thứ hai, người ta coi như mang cờ Mỹ đi, coi như đứng ở trước cửa cổng đại sứ quán Mỹ. Đấy, thì cái chuyện biểu tình anh thấy là cực kỳ vô lý. Nó chẳng có một cái gì nó có lý cả. Đấy là những cái mục tiêu của cuộc biểu tình thì nó thể hiện qua cái khẩu hiệu, đúng không? Mà khẩu hiệu người ta mang ra như thế thì có hợp lý hay không? Đúng không? Quý anh nghĩ suy nghĩ sao nhờ anh, mà đa số là cái việc mục đích biểu tình là đi xuống đường để phản đối Trung Quốc, không cho Trung Quốc thuê 99 năm đó. Ví dụ giờ 70 năm cũng 70 năm cũng 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 giống giống đâu đó anh bạn. Có thể Rồi. là okay, có thể là 30 năm ok. Tại vì trong cái khoảng thời gian mà 30 năm đó, khi mà Trung Quốc mà nó có làm gì thì mấy cái ông kia còn sống mà để có mang tang chứng này kia. Không. Còn Anh bây giờ cho nó bây thuê giờ thì đây nó nhá, anh nói với em về về cái thời gian thì em không không có ngại thế đấy. Cái thời gian hiện nay nó giống như cái luật đầu tư rồi. Nó chẳng khác gì cả luật đầu tư của Việt Nam hiện nay. Ví dụ nhá, cái mà ví thì dụ bây giờ cho nó ký 30 năm trước đi, rồi xong rồi sau đó là không, anh nói em thế này, ký nữa em nói thế thì em không hiểu về kinh tế gì cả. Ví dụ là không ông xây một cái cảng biển,
ông xây một cảng biển có những cái ngành thì phải thời gian lâu thì người ta mới mới đầu tư, chứ em cứ làm gì em mở ra thì ai cũng muốn đầu Ok, tư, cái chính sách nó phải thông thoáng hơn các nước khác, em hiểu không? mình là người chủ, mình phải cho nó ok, nó là sau 30 năm á, nếu mà mày làm ăn đàng hoàng này kia tao Không, chấp nhận ký 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 anh hưởng nói ký em nhé, trên 30 năm cái đó chuyện đúng không? ở nhà em đi thuê một cái nhà thì em muốn đầu tư một cái gì đấy lâu dài thì em cũng muốn Tương là tự cái chủ nhà người ta cho thuê lâu dài, chứ bây giờ bảo là chủ nhà người ta là cứ ký cho có thuê năm một năm thôi, năm đúng ví không, dụ là cứ cho thuê người một ta năm sau đó ký ông làm tốt hoặc ông muốn tôi cho thuê nữa, cái đấy em đừng có nghĩ về phần em mà em phải nghĩ về cái phần của cái người thuê nữa. Bây giờ ông nhá, mình thí dụ trước khi này, mình thuê á. hiện nay nhá, không tôi nói với này, hiện nay mình là cái nước mở cái đặc khu kinh tế sau, giả sử mình không có một chính sách thông thoáng thì các nhà mà mình bóp chặt rồi nhá, thì các nhà đầu tư người ta không thuê ở Việt Nam mà người ta sang Thái Lan, sang Indonesia và Malaysia người ta thuê, hiểu không? Đấy, chứ không phải là mình mở ra cái người ta ào 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 người ta thuê đâu. Kêu gọi đầu tư kể cả Mỹ cũng là cái hiện nay rất khó khăn chứ không phải là đơn giản. Đúng không? Chứ không phải là bây giờ mình cứ bóp chặt vào thì ai thuê? Ai thuê? Anh nhìn cái địa thế đi, thằng Trung Quốc nó thuê ba cái khu đó là anh biết là cái gì rồi, cái địa thế đó là đa số là như là bao vây Việt Nam đó, thì Anh địa mới thế nói với em này, đó. trong ba cái đặc khu đấy vừa anh phân tích rồi. Ví dụ như này, ví dụ như nhá, người ta mở những cái tức là hiện nay ưu tiên những cái khu công nghiệp kỹ thuật cao. Đấy, mà ví dụ như sản xuất chip điện tử này, hoặc những thiết bị điện tinh xảo này, hoặc là thiết bị rất tinh xảo nữa, thì là Trung Quốc lại không có ưu thế so với lại tất cả các nước kia. Bây giờ nhá, cho nên là anh mới nói em một điều như này. Hiện nay em cứ tưởng ở Việt Nam ơi, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam có nhiều nhất à? Hiện nay Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam hiện nay đứng thứ 9 trong tất cả các nước. Đấy, chỉ nói một điểm như thế thôi. Mà trong khi đó nhá, Trung Quốc đầu tư vào Campuchia chiếm 80% lượng đầu tư của nước ngoài vào Nhưng Campuchia, vào Myanmar chiếm 70%. Bây giờ tất cả các thứ người ta vì lợi nhuận khoảng khoảng những cái nhà tư bản của bên Trung Quốc hết, chứ đừng có nghĩ là Tuy Trung Quốc đầu tư vô, nhưng mà Trung Quốc đầu tư những cái công trình quan trọng không đó anh Bình với ông, giống như là về về truyền thông, hay là về điện, hay là về gần cầu này kia, là mà mấy cái đó là em thấy nó quan trọng hơn mấy cái kia, phải không? Trung Quốc nó khôn, nó đầu tư những cái hiểm của Việt Nam không à? Phải anh không? nói em nhé, bây giờ nhé, nếu mà em về thành phố Hồ Chí Minh rồi, em biết một cái công trình nào mà hiện nay coi như Trung Quốc đã hoàn đầu tư hoàn thành mà hiện nay tốt không? Đó là cái kênh Nhiêu Lộc Thị Hè, em thấy chưa, hay chưa, tốt chưa, đẹp chưa? Đấy là Trung Quốc đầu tư đấy. Mà ông thủ tướng Canada vừa rồi chạy bộ nhá, người dọc theo cái đường Hoàng Sa Trường Sa. Mà nếu mà em ngày xưa mà em đã đi, trước khi đi Mỹ em đã qua Sài Gòn rồi, em biết cái kênh đấy nó thối tha như thế nào. Đấy là một cái công trình của Trung Quốc đấy. Chứ mình đừng có nói là cái gì mình cũng lo sợ Trung Quốc. Cái hiện tượng mà làm cho người dân đáng nghi ngờ là giống như bây giờ tự nhiên mở cửa cho nó vô không cần visa ở mấy tỉnh miền Bắc, rồi xong rồi cho bây giờ cho xài tiền của nó luôn. Ủa sao kỳ vậy? Đấy, Rồi. lần trước anh đã giải thích rồi, cái chuyện tiền ấy chỉ sử dụng cái tiền nhân dân tệ của Trung Quốc. Lần trước anh và anh Trần Siêu đã nói rồi, và một số anh ở biên giới anh đã lên trên cái diễn đàn của anh nói, tức là người ta chỉ sử dụng cho sử dụng ở cái vùng sát biên giới để thuận lợi cho những bà con mình buôn bán ở trên đấy thôi, còn ở sâu trong nội địa thì không bao giờ được. Ví dụ bây giờ em dùng nhân dân tệ ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở Đà Nẵng hoặc ở ấy xem, nhà chức trách Việt Nam bắt được chết ngay, phạm luật. Anh có nghĩ là khi mà Trung Quốc mà nó vô nó đầu, ví dụ giờ ở đảo Phú Quốc đi, những cái khu phố mà giống như là Phú Quốc Ai bán? mà sang đó, Ai bán? Ai thí bán? dụ giờ bây giờ như vậy nè, ví dụ giờ nhà nó đó đi 1 triệu đô mà nó sẵn sàng nó mua 3 triệu 4 triệu rồi, rồi anh nghĩ sao? Thì người dân Rồi, người tham tiền bán, tốt thấy tốt 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 tốt. không? Hiện nay ai cho nó cấp giấy chủ quyền cho nó? Luật Việt Nam, ví dụ như em nhé, hiện nay có quốc tịch Mỹ. Nhà anh trị giá khoảng 1 triệu đô. Em về em mua 2 triệu đô. Cái gì thí dụ Ai cấp giờ chủ quyền cho anh?
cái thằng cái đứa mà cái đứa nít mà xanh ở bên Việt Nam á, nó đứng tên nó chứ không có gì. Ví dụ ờ thôi được, nhưng mà sau này nhá, em về em mua. Bây giờ anh nói anh không nói Trung Quốc nữa, mà anh nói Việt kiều như bọn em. Hiện nay Việt kiều của em nhá, nhiều người bị mất tiền như thế rồi. Em hỏi tất cả các anh chị Việt kiều bên kia xem, ngày xưa nhá mang tiền về nhờ người thân mua đất, đầu tư đất mà sau cùng giá đất của Việt Nam nó lên 4, 5, 6 lần đúng không? Sau cùng bị cái người đấy lật luôn. Em kiện ai, kiện cái gì? Đất có phải mang tên em không hay mang tên một ông A ông B nào đó? Không, đúng không? Không, cho nên cái đó là tại mình ở Mỹ thì mình không có trong đó, có nhiều khi anh bển, nhiều khi nhà nước cái lực không rõ ràng cho nên nhiều khi bị lấy luôn rồi không biết phải không? Còn còn cái này không 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 cái, em buồn cười, cái luật đất đai của Việt Nam hiện nay không cho những người mang quốc tịch nước ngoài sở hữu đất nhá. Nghe chưa? Còn em luồn kiểu gì em luồn, nhưng mà em luồn thì là ví dụ em nhờ người nhà em mua, nghe chưa, thì là ví dụ là sau này người nhà em lật chẳng hạn thì em không có kiện đâu hết, em mất đất luôn. Cái đó là bọn họ mà em nói là bây giờ mượn 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 người mua, nhưng mà bây giờ em nói là bây giờ cái thằng Trung Quốc nó qua đây nó sanh con ở đây, ví dụ giờ đứa nít đó nó lớn lên nó thành quốc tịch Việt Nam, xong rồi cái đứa đó đứng tên á, anh hiểu không? Rồi mốt từ từ nó không phải là mua liền bây giờ, mà có thể là 30 năm sau nó mới mua đó. À 30 năm sau mới bán được. Trời ơi, anh nói em nhá, cái luật đất đai của Việt Nam hiện nay rất chặt, nó không như ở bên Mỹ. Bên Mỹ có cả anh hiện nay nhá, anh mang 500 ngàn đô la là anh mua nhà mang tên anh. Mỹ vớ vẩn nó nhập hộ khẩu, nhập quốc tịch luôn cho anh. Nhưng ở Việt Nam hiện nay không có cho những người nước ngoài, kể cả Việt kiều như bọn em, không có quốc tịch Việt Nam sở hữu đất, nghe chưa? Cho nên là bây giờ ông cũng luồn kiểu nào ông luồn. Nhưng mà em sợ cái gì nè, ví dụ bây giờ mấy tụi Trung Quốc nó qua đây nó sanh con á, cái thằng mà cái đứa nít mà sanh á nó sẽ thành quốc tịch Việt Nam, hiểu không? Khi mà nó lớn lên rồi, khi ông không có vợ Việt Nam, không có vợ Việt Nam, ví dụ lấy vợ Việt Nam, sau đó đứa con sinh ra có quốc tịch thì nó mua kệ cha nó, như người Hoa đây này, đúng không? Như người Hoa đây này, người ta toàn quyền, người Hoa người ta mua đất đai được, là nó sẽ cưới vợ nữa rồi nó sanh con nó nữa. À, rồi mấy chục năm sau, trời ơi, cái chuyện đấy là nước nào cũng phải thực hiện thôi. Sau đó em lại sợ coi như chúng nó sinh con đẻ cái quá nhiều ở đây. Người Hoa nhá, ở Việt Nam nó chỉ chiếm 5% thôi. Bây giờ chúng nó mua thoải mái đấy. Cái người Hoa nó không như là người khác. Tại Singapore hiện nay 70% là người Hoa. Thái Lan 10%, Việt Nam thì chỉ có 5% thôi. Thì em nói như vậy đó, từ từ dân nó bán cho nó hết, bán xong cái mốt dân nó đông quá, cái đảo Phú Quốc cái thành luôn. Chứ hồi xưa giống như là anh biết người Khmer cái gì, người Khmer hồi xưa cái tỉnh Trà Vinh là hay là vòng vòng đâu đó nhiều lắm, xong từ từ người Việt mình lấn ra, bây giờ người Khmer người ta đi vô mấy cái vùng kia luôn, rồi người Việt mình ở những cái vùng mà rồi cái người Khmer nó sang đấy, nghe chưa, người Việt Nam cũng sang kia, cũng lấy vợ sinh con trở thành người Việt kiều, còn lại người Khmer sang đây trở thành người ấy. Cho nên anh nói em này, cái chuyện mà no bỏ trắng dặn không có vấn đề gì cả. Không, cái đó, ba cái đấy, cái đó là em dịch ra những cái rồi thôi bây giờ này, rồi em nói chuyện anh một tí thôi, anh sẽ cho một người lên, xong một lát nữa em thích lên anh cho em lên nhá. Rồi không, nhá. Rồi ok, cái, mình đem cái lợi cái hại thôi chứ không phải làm chống phá gì anh Bình không bạn. Không, đúng rồi, thì em nói đấy là cái lo lắng của em nói về đất nước chứ. Đúng. Thực tế ra là không có vấn đề gì cả, người Hoa người ta sống ở đây, giờ người ta thuần Việt rồi, đúng không? Chứ người ta đâu phải là... Đấy, chứ bây giờ ví dụ như bọn em ở sang bên Mỹ, trở thành công dân Mỹ rồi. Bọn em sang Mỹ trở thành công dân Mỹ, em mua nhà, mua cửa, tất cả các thứ, ok, bây giờ là thế giới, người ta giao thoa mà. Thấy chưa? Đấy, rồi ok, thì một lát em lên, đây có bạn Long, bạn xin lên nhé. Rồi, anh sẽ mời em lên đấy. Rồi, ok, rồi. Đấy, rồi bạn là bạn Long đâu? Rồi bạn 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 Long đâu, bạn ok đi, mình mời lên. Không, để thấy những bạn trẻ như thế mà ví dụ như là bạn nói thật cái tấm lòng thì nói chung về cái ý thức chính trị của các bạn ở bên kia rất là kém. Đấy là bạn trẻ đấy, còn những người già có khi là cái về cái chính trị người ta cái dở lắm. Thì bây giờ ví dụ như
như rất sư bùi lên thì mình mới thấy đấy là những tầng lớp trẻ ở bên đấy đấy, bạn ấy trẻ cứ khoảng hơn 30 tuổi thôi nhưng mà cái ý thức về cái chính trị. Vào ngó qua cái buổi chia sẻ trên cái diễn Cái đàn vấn anh đề Bằng cũng được anh ấy, rồi. tôi xin lỗi Hoàng Yến này, tôi có khả năng cái mạng mình ấy hơi Ừ, yếu đấy. anh Bằng vừa nêu không phải đâu, em có mấy anh em nó nhắn tin vào đấy. Thứ À nhất là những cái này, cái luật đặc khu ấy, cái luật đặc khu đúng mà anh chị em ở lên trên diễn đàn rồi nên là mọi người chưa chịu đọc và cũng chưa chịu tìm hiểu kỹ, mà người ta chỉ nghe dư luận phản ánh, thành ra người đúng ta rồi cứ hùa theo. Nhất là những anh bạn bè ở bên ở cái chỗ là cái luật đặc khu phát triển kinh tế chưa được Quốc hội thông qua, nhưng mà trên cơ sở đã xây dựng cái nội dung dự xây dựng nội dung dự thảo, thì trong đó có cái vấn đề là mình rồi là các cái điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội, rồi là các cái quy định cụ thể anh ạ, các cái quy định cụ thể. Và cái dự thảo luật đặc khu này là trên cái cơ sở tham khảo của rất nhiều chuyên gia về vấn đề kinh tế, Vâng, rất và cái nhiều dự nước người ta đã xây dựng cái đặc khu rồi. Mình gạt đục khơi sâu. Vâng. tham khảo cả những cái quốc gia mà người ta đã thực hiện hoặc thành công rồi. Cái thứ hai, trên cái cơ sở những cái đó để rút kinh nghiệm, đưa những cái ưu điểm nhất để vào xây dựng đặc khu. Và hai nữa là cái này mới chỉ là dự thảo, và quốc hội là kỳ tới này là cũng chưa thông qua. Cái thứ hai là như bạn ấy nói nhé, thì bạn ấy không hiểu, bạn ấy cho rằng là tại sao lại ba cái khu vực đặc khu đó là những khu vực có vị trí địa lý cực kỳ thuận lợi rồi là nhạy cảm, thì các bạn ấy chưa hiểu ở cái chỗ là đã Vâng, gọi là xây dựng phát đúng triển rồi. đặc khu thì đương nhiên phù hợp Phải với điều thuận kiện lợi. địa lý tự nhiên, điều kiện xã hội, thì các cái Vâng. tập đoàn kinh tế người ta mới đầu tư anh ạ, nó phải Vâng. phù hợp. Cái thứ hai là cái đặc khu phát triển kinh tế là mình đang kêu gọi các cái tập đoàn doanh nghiệp kinh tế của quốc tế chứ không riêng một quốc gia Vâng. nào, tức là những cái tập đoàn đầu tư phát triển kinh tế đó mà đáp ứng được tất cả những cái điều kiện tiêu chí theo cái luật của Việt Nam quy định, thì lúc đó nhà nước Việt Nam theo cái phân cấp thẩm quyền người ta mới ký ký ví dụ như là Đúng cái rồi. hạn mức thời gian thuê là bao nhiêu, và tổ chức thực hiện đầu tư sản xuất, lưu thông, phân phối và đóng nộp các cái nguồn thu Đúng rồi. cho chính phủ Mình Việt rất Nam như thế thích nào mời chúng nó lên. anh ạ. Cái nữa Vâng. là cái đặc khu, cái địa bàn để xây dựng đặc khu đó nó phải phù hợp với những cái nguyện vọng và nhu cầu phát triển kinh tế và phù hợp cái điều kiện đầu tư của các Đúng cái rồi. tập đoàn doanh nghiệp. Đấy, bạn ấy nói lại ra điều là Vân Đồn, Bắc Vân Phong hay Phú Quốc là nó nhạy cảm về mặt địa lý. Chúng ta có cái điều Vâng. kiện thuận lợi và về địa lý thì người ta mới thuê chứ. Cũng như nhà anh cho thuê mà không Đúng mặt đường ai thuê. rồi. Nhà anh mà có cái cơ Đúng. sở mặt đường thì người ta mới thuê để người ta làm cửa hàng. Chứ anh ở trong ngõ ai thuê. Cái thứ Chính hai là cái đặc khu phát triển kinh tế là nó ở xác. cái chỗ là ta có một cái chế độ chính sách ưu đãi về quy định ở trong đó, và cái luật đó nó ràng buộc một cách rất cụ thể nếu các cái tập đoàn đầu tư vào đó chấp hành. Nếu anh không chấp hành và không đáp ứng được các cái tiêu chí đó thì không bao giờ anh được đầu tư vào trong cái luật đặc khu Rồi. nữa. Mà bạn Vâng, chào chị. chưa hiểu, bạn ấy cứ khăng khăng là sợ Trung Quốc, nhưng thực ra cái đặc khu phát triển kinh tế là ta kêu gọi đầu tư cho tất cả các tập đoàn đầu tư kinh tế mà người ta có điều kiện và đáp ứng được cái yêu cầu của luật pháp Việt Nam chứ không phải là Trung Quốc. Đấy. Còn cái thời hạn thì bây giờ nó phải có thời hạn nhất định để cho cái nhà đầu tư người ta đầu tư có giai đoạn, chứ đâu có phải là anh thích cho 3 năm thì 3 năm, 4 năm thì 4 năm, nó phải phụ thuộc vào cái cụ thể cái lĩnh vực đầu tư. Đấy, đấy là một cái vấn đề. Vấn đề nữa Ừ. bạn ấy nói là cái thời hạn mà do quốc hội định Rồi. rút xuống ấy, do cái vấn đề quần chúng nhân dân không đồng tình. Cái này thì phải nói như thế này, nhà đảng và nhà nước Việt Nam rất lắng nghe ý kiến của nhân dân, bởi vì Đó. đảng và nhà nước Việt Nam có lãnh đạo điều hành thêm trên cái cơ sở chủ trương đường lối cũng là phục vụ lợi ích của nhân dân đất nước, thì trong đó cái ý kiến của quần chúng nhân dân là đảng và nhà nước luôn luôn lắng nghe. Nhưng ta phải tin ở chỗ này, khi mà đảng và nhà nước đưa ra cái chủ trương đó và quốc hội đưa ra cái dự thảo là trên cơ sở các chuyên gia hàng đầu quốc tế và Việt Nam để tập trung tư vấn và xây dựng cái dự thảo luật, chứ không phải là chúng ta theo cái kiểu Khơi là anh khơi chị. Vấn đề nữa là bạn ấy hiểu sai ở chỗ này, các bạn ấy đi lo là nếu giả sử một cái tập đoàn kinh tế nước ngoài đầu tư đó sau đó lại tuyển dụng lao động rồi đưa vợ con hoặc là lấy lập gia đình tại Việt Nam, rồi là cái việc nhập tịch đó để mà chiếm mà xâm lược ấy, thì bạn ấy hiểu sai hoàn toàn, bởi vì Việt Nam có luật đất đai và luật quốc tịch anh ạ. À, người ta quy định rất cụ thể trong luật đất đai và luật luật quốc tịch, chứ đừng các bạn ấy, thứ nhất là các bạn ấy không hiểu rõ về luật của Việt Nam, cái thứ hai là các bạn này có một cái điều em phải nói như này, dù rằng các bạn ấy có thể là tự ái
Các bạn một là thiếu thông tin, hai là cố tình. Nhưng nếu các bạn ấy cố tình thì như này, các bạn ấy hiện nay là người Việt Nam, gốc Việt Nam và có quốc tịch Mỹ, thì các bạn ấy thử xem ở ở nước Mỹ có những doanh nghiệp người Trung Quốc đầu tư hay không. Thì tại sao các bạn ấy không sợ mà các bạn ấy nửa vòng trái đất lại bác lại, các bạn ấy cứ sợ về Việt Nam. Mà người dân Việt Nam tại ở Việt Nam đây, người ta còn không sợ cái điều đó, người ta sẵn sàng vì cái điều đó để người ta tính toán và người ta thực hiện. Thế mà các bạn ngồi tận Mỹ, các bạn cứ đi lo rồi hết đất thôi, lo một 30 năm, 100 năm. Các bạn đi lo cho nước Mỹ đi, bởi vì cái nước Mỹ là cái nước mà đã ưu ái và nuôi sống các bạn ấy. Thì các bạn ấy trước tiên là lo cho cái đất nước mà các bạn ấy đang sống nhờ. Cái thứ hai, các bạn cứ bảo sợ Trung Quốc, tại sao nước Mỹ đầy các cái khu nhà đầu tư Trung Quốc người ta đang hoạt động với Mỹ. Rồi ngay cả các bạn ở California, Nam California đấy, cái chợ Phú Lộc Thọ toàn của người Trung Quốc. Tại sao các bạn ấy cứ quay về Việt Nam, các bạn ấy đấu tranh, rồi là các bạn ấy cho rằng không sợ. Vâng, Vậy vấn đề, cũng bản thân có như cả tôi là một khả năng như này, anh cũng phải hiểu rằng một điều này, ví dụ một số người ấy, người ta lên đây người ta chửi bới thì cái chuyện đấy chuyện khác, nhưng cũng có, theo tôi đoán có khả năng cái bạn này ấy, là bạn thiếu thông tin về Việt Nam hoặc là cái gọi là cái cảm nhận chính trị của bạn ấy kém, chứ còn nếu mà ví dụ như như là bạn không ấy thì bạn không bao giờ bạn lên hỏi những cái chuyện đấy với mình, anh hiểu không? Vì bạn ấy cũng theo dõi chương trình của tôi rất là nhiều rồi, thì bạn ấy thừa hiểu là tôi sẽ phản biện được hoặc trả lời được bạn những cái câu đó, thì theo tôi nghĩ là có khả năng bạn lên bạn tìm hiểu, thì mình vẫn tìm hiểu hay không mà người ta lịch sự người ta lên mình cũng phải trả lời người ta một cách lịch sự thôi anh ạ. À, đấy là cái quan điểm của tôi như đúng, thế. em vâng đồng ý, em dạ đồng ý quan điểm đó. Nhưng em chỉ nói là cái bạn này, bạn ấy một là thiếu thông tin, hai là cố tình. Hoặc là vâng bạn ấy nếu thiếu thông tin thì bạn phải nghiên cứu tìm hiểu thật kỹ về các cái quy định luật pháp nhà nước Việt Nam hiện nay. Và hai nữa là khi ta mở đặc khu phát triển kinh tế là nó có cái ý nghĩa giá trị và tích cực trong vấn đề phát triển kinh tế của quốc gia. Nếu như các bạn ấy cứ sợ như vậy thì liệu rằng các bạn ấy cho rằng là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái đất nước chúng ta kinh tế thì nghèo nàn lạc hậu, tại sao các bạn ấy toàn mâu thuẫn với nhau? Các bạn ấy lại lúc nào cũng chê trách Việt Nam là kinh tế không phát triển, nhưng các đồng thời các bạn ấy lại ngăn chặn toàn bộ những cái hoạt động mà phương hướng chủ trương đường lối lãnh đạo đúng của rồi, Đảng trong vấn đề phát triển Nguyễn Văn Long thoát ra đi xong rồi bắt đầu vào lại thì may ra có cái camera, Nguyễn Văn Long không có kinh tế, đúng không anh? cái camera, đúng rồi. Bây giờ những cái người đó người ta lúc nào cũng chê rồi là ra giả xuyên tạc về Việt Nam là dưới sự lãnh đạo của Đảng độc tài, kinh tế không phát triển, nhân dân ta còn vất vả khó khăn. Nhưng trong khi chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng trong quan hệ quốc tế và quan hệ đối ngoại để phục vụ cho phát triển kinh tế thì các bạn ấy lại chống. Rồi các bạn ấy Đúng. đưa ra những cái vấn đề Vâng, nhược anh điểm cầm vẫn chưa để không có camera, anh cầm thoát ra đi vào thế thôi. lại. Em cũng như dành diễn đàn cho anh em nào muốn lên chia sẻ thêm, thì em chỉ muốn là nghe cái bạn ấy nói, các bạn ấy rất là hiểu mập mờ. Các Rồi. bạn ấy cứ cho rằng là người ta sang đây đầu tư, ví dụ sang đây đầu tư sau đó là sinh con đẻ cái nhập tịch rồi chiếm dụng. Thế thì bây giờ hỏi rằng là các bạn ấy Ok. là người gốc Việt ở Mỹ, các bạn ấy cũng mang quốc tịch Mỹ, thì liệu các bạn ấy chiếm được Mỹ chưa, các bạn ấy đã chiếm được Mỹ chưa, các Vâng. bạn ấy mang quốc tịch Mỹ đấy, con Bây cái giờ rồi cha này mẹ các bạn cũng. mình nói với Nông Xuân Tiến và nói về với tất cả các bạn, một số mình cũng không nói cũng không cũng nhiều Việt kiều bên kia người ta ít khi người ta về nước, cho nên người ta hiểu Việt Nam một cách rất mù mờ. Ví dụ tôi đấy, hôm qua hôm trước tôi kể với anh một câu chuyện, có một bạn của một anh bạn tôi cũng Việt kiều về bên kia mới hỏi tôi rằng anh bây giờ ví dụ ở Việt Nam mình, ví dụ mình muốn đi sang nước ngoài mình xin visa thì mình phải coi như là phải trong trong Trung Quốc, quốc là cấp cho mình rồi. Người ta hỏi thật, anh công nhân thì qua đấy mình mới hiểu là người ta ở bên kia người ta rất thiếu thông tin về Việt Nam. Mà ví dụ như các anh đừng nói là ở bên kia có đài VTV4 người ta coi, người ta đi làm tối ngày về vớ vẩn, có khi chỉ mở được mấy cái đài chống cộng thôi, sau đó người ta ngủ. Rồi, anh Mà, nha, anh đấy. Bảo ơi, cho em Dạ. nói thêm một câu nữa ra sau Ok. mời các bạn ấy Dạ. lên tiếp tục để chia sẻ. Cái bạn ấy nói một câu là tại sao ở Việt Nam một số khu vực là sử dụng đồng nhân dân tệ em ạ. Thực ra em là đang sinh sống ở biên giới đấy. Thành ra Đúng cái rồi. quy định của nhà nước Việt Nam và quy định của nhà nước Trung Quốc là cho phép cái dân vùng biên giới là giao thương với nhau là sử dụng Vâng. đồng tiền của hai nước. Mình cũng có thể sử dụng cái đồng nhân dân tệ để sử dụng ở trong cái khu vực biên giới, và ngay cả tiền Việt Nam mình cũng sử dụng được bên Trung Quốc. Thế thì bạn ấy cứ lo như thế thì đồng tiền Việt Nam mình tiêu ở Trung Quốc thì mình cũng Ừ. chiếm Trung Quốc à? Hay là bản thân Đúng rồi. bạn ấy là người gốc Việt sống ở Mỹ, mang quốc tịch Mỹ, cả nhà bạn ấy quốc tịch Mỹ, các bạn ấy đã chiếm được nước Mỹ chưa? Nước Đúng Mỹ rồi. người ta có sợ điều đó không? Nước Mỹ người Rồi, ta có sợ các bạn mang mình sẽ quốc tịch mời Mỹ Việt các Nam lên. bạn chiếm được nước Mỹ không? Cho nên cái bạn cái các bạn này là thiếu thông tin hoặc là